đi thái thịt đi. Tối nay có sự tạo, bổ dưỡng cho con gái. Hôm nay không tới nước ruộng nữa. Tôi lên người đống củi đây. Bố của con à, tôi biết rồi. Đi ngay đây, chân này hoa vừa ra đến trạm xe buýt. Lại gặp mấy bà quen. Không phải mẹ của Julie sao? Nghe nói Julie nhà chị ly hôn với Ngô Quốc Hoa rồi à? Chị không biết à, tôi có một đứa em trai vẫn luôn nhớ Julie. Hay ngày mai tôi dẫn nó đến nhà chị xem sao. Chị chân này hoa, Julie xinh đẹp thế. Lại thông minh, chăm chỉ, chắc chắn phải kiếm được nhà chồng tốt. Tôi nói cho chị này, gia đình tôi có một đứa cháu trai, đẹp trai lắm, lại còn là người thành phố nữa. Mấy người vây quanh Trần Ái Hoa nói líu lo, bài vui không thể tả, ngoài mặt lịch sự, nhưng trong lòng sự phát điên. Còn dư giải phòng bên kia, cô của tôi đâu? Ông ấy đi lấy xô nước ở ruộng. Đến mép ruộng thì sững sờ, một chàng trai trông cao to khỏe mạnh, dáng vẻ đẹp trai, đang gánh nước tưới ruộng cho ông. Chàng trai trẻ, cậu tới nhầm rồi, đây là ruộng nhà tôi mà. Chú, tôi tình cờ đi qua rảnh rỗi, thấy đất khô nước nghè hết cả, nên tiện tay tới giúp chú. Giúp đỡ người khác là đức tính tốt mà. Nói xong, anh ta lại tiếp tục gánh nước từ sông về tưới, đi đi lại lại. Như thể có sức lực vô tận, dư giải phòng sống nửa đời người rồi. Có gì chưa từng thấy qua, không đoán ra được. Người này chắc có mục đích gì đó, nhưng ta muốn làm việc thì cứ để anh ta làm. Chú, tới xong hết rồi. Chàng trai trẻ, cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé. Lục Quan Sơn lập tức gật đầu đồng ý. Được, nhanh đến mức sợ đối phương đổi ý. Trong nhà, Dư Ly vừa thức dậy, thấy Dư đang lại lẻn vào phòng mình lục lọi lung tung. Mày làm gì đấy? Không phải đã bảo mày không được tùy tiện vào phòng tao lục lọi sao? Mẹ tôi bảo sớm muộn cô cũng phải lấy chồng. Lúc đó phòng cô sẽ là của tôi. Cô phải dọn ra ngoài. Đồ của cô là của tôi. Cô là đồ gả bán. Dư Ly chưa kịp động thủ, Trần Ái Hoa bước vào từ ngoài và ngay một cái vào mông Dư Đăng. Đi đi, tiểu tử thối này, nói chuyện với cô mày kiểu gì thế hả? Xin lỗi đi, Dư Đăng không chịu xin lỗi, vừa phịch xuống đất khóc ầm lên. Đúng lúc Cao Tuyết Liên từ nhà ngoại về, chưa vào cửa đã xót xa ôm con vào lòng. Mày vừa về là thằng bé khóc. Mày làm cô như vậy à? Ra ngoài hỏi thử xem, nhà ai có em chồng như mày không? Dư Ly không buồn cãi với cô ta, trực tiếp xông vào phòng cô ta, bắt đầu lục lọi lung tung. Cao Tuyết Liên hoảng hốt, vội vàng buông con ra để ngăn cản. Mày làm gì vậy? Sao mày vào phòng tao lục lọi? Dư Ly cười lạnh, phòng của chị, người khác không được lục lọi. Vậy chị dựa vào đâu dạy con trai chị lục lọi đồ của người khác? Chị có biết con trai chị vừa lục lọi gì của tôi không? Nó lục lọi đồ lót của tôi, nó đã 8 tuổi rồi. Chị còn không dạy dỗ cho tốt, muốn nó sau này ăn đòn à? Nó suốt ngày gọi tôi và Dư Lưu là đồ gà bán. Vậy chị là gì? Ở nhà mẹ đẻ cô cũng là đồ vô dụng à? Cao Tuyết Liên định chửi tiếp. Trần Ái Hoa quát, Cao Tuyết Liên, nếu cô không muốn sống nữa thì cứ về nhà mẹ đẻ đi. Lúc này Cao Tuyết Liên mới im miệng. Trần Ái Hoa lại túm lấy Dư Đăng đang khóc lóc bắt xin lỗi. Xin lỗi, nếu mày không xin lỗi cô mày, tối nay đừng hòng ăn bánh bao. Dư Đăng thấy mẹ không bình nữa, sụt sùi. Đành miễn cưỡng xin lỗi. Dư Ly nhìn dáng vẻ nó, càng lúc càng nghi ngờ. Kiếp trước sau khi Dư Ly chết, chị dâu đã quản lý tiền bạc trong nhà. Con thằng thường nói, Dư Đăng không phải con ruột của anh trai. Dư Đăng à, đừng khóc nữa, càng khóc mắt càng nhỏ lại đấy. Bố mẹ mày mắt to thế kia, lại còn hai mí nữa chứ. Sao mày không giống họ thế? Cao Tuyết Liên giật mình, lập tức sắc mặt thay đổi. Đi, về phòng. Dư Ly thầm cười lạnh. Cao Tuyết Liên đã hoảng rồi. Cô ấy nhất định phải điều tra rõ chuyện của Cao Tuyết Liên và Dư Đăng. Một lúc sau, hai anh trai của Dư Ly, Dư Đoàn Kết và Dư Phần Đầu cũng đi làm về. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dư Ly đã hủy hôn rồi phải không? Lăng nha, tôi có một chàng trai không tệ, sẵn sàng trả 200 đồng tiền lễ để cưới Dư Ly. Cô thấy sao? Ngày mai tôi cho anh ta đến nhà xem mặt nhé. Cao Tuyết Liên hơi đắc ý chờ phản ứng của mọi người. 200 đồng, nhìn khắp mấy làng xung quanh, ai dám trả một khoản tiền lễ lớn thế? Trả nhiều tiền lễ vậy, nhà họ có chuyện gì không thể nói ra? Dư Phần Đầu cũng hỏi, con trai nhà nào? Cao Tuyết Liên đáp ứng, là người họ Lưu phía sau nhà tôi. Dư Đoàn Kết trợn mắt, không phải nên giết người đó sao? Người tù 20 năm, mới ra tù năm ngoái, gần 40 tuổi rồi chứ gì? Chỉ cao có 1m6, bây giờ anh ta không giết người nữa, đã tốt rồi. 200 đồng tiền lễ đấy, cao 1m6 thì sao chứ? Để lên cũng được 1m8 mà. Cao Tuyết Liên, đừng ép tôi đáp cơ, tôi thấy cô ăn no rừng mỡ rồi. Bánh bao này cô cũng không cần ăn nữa, cô về phòng ăn cơm kìa đi. Cao Tuyết Liên nén giận không nói, nhưng trong lòng căm tức, định đợi đến ngày mai để Lưu Mao khai ném 200 đồng lên bàn cho Dư ra. Dư Ly không cười cũng phải cưới, đợi đấy, cả nhà này bắt nạt cô ta, không cho ăn bánh bao, chắc chắn sẽ bị báo ứng. Ngay lúc đó, Dư Giải Phòng dẫn Lục Quan Sơn về nhà. Đây là tiểu Lục, đi ngang qua đất nhà mình, giúp tôi làm không ít việc. Tôi mời về nhà ăn bữa cơm. Chào mọi người, tôi là Lục Quan Sơn, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Mọi người trong nhà họ Dư đều sáng mắt lên, chứ Dư đang cúi đầu lén lút nhét bánh bao vào miệng. Cô ơi, chú này cũng đẹp như cô vậy. Dư Ly sửng sốt, cô ấy trợn mắt nhìn Lục Quan Sơn. Sao anh ta lại đến đây? Không phải đã nói để cô ấy suy nghĩ một ngày sao? Sao anh ta lại trực tiếp xuống đồng giúp bố cô làm việc thế này? Nhị tẩu Vương Hưng Hoa đưa tới một bát nước lớn. Ngoài trời nóng quá, nhìn ngôi em khô nước cả rồi. Mà uống chút nước cả mát, rồi ngồi xuống ăn bánh bao, vừa cười vừa nhắc Dư Lưu. Cô của cháu đúng là đẹp thật, chú này trông đẹp trai thật. Dư Lưu gật đầu đồng ý. Cô, sao chú ấy cứ nhìn cô thế? Mọi người đều nhìn qua. Anh, biết em gái tôi à? Lục Quan Sơn gật đầu, rồi nhìn về phía Dư Ly, dường như muốn hỏi ý kiến cách trả lời. Đúng vậy, anh ấy là đồng đội của Ngô Quốc Hoa, kính đưa đồ cho nhà họ Ngô. Con gặp anh ấy một lần, sắc mặt Dư Đoàn Kết thay đổi. Đồng đội của Ngô Quốc Hoa, bạn có tên bà Bình đó sao? Tôi không thân với Ngô Quốc Hoa lắm, chỉ tình cờ làm nhiệm vụ gần đây.
就帮他带了一套东西来。关于刘国华在部队那边的事情，我也不太清楚。但请你们放心，等我回去之后一定调查清楚。刘国华做了什么对不起刘瑜同志的事情，我一定好好讨论。毕竟刘瑜同志也算是认识了。những lời này khiến nhau họ dư yên tâm hơn nhiều, nhưng Julie lại thấy yên tâm nhanh hơn. Nhất là khi nghe anh ta nói được quen nhau, đó gọi là quen mà. Họ đã tiếp xúc gần gũi rồi còn gì. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Dư đoàn kết và dư phấn đấu hai anh em nói chuyện với Lục Quang Sơn không ngớt. Julie im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. May mà Lục Quang Sơn không vội vàng nhắc đến chuyện cưới xin. Ăn xong thì cáo từ, nói có việc phải lên thị trấn. Gia đình họ Dư tất nhiên không giữ lại. Vừa rồi trên bản ăn lời của Lục Quang Sơn cũng giúp Dư giải phóng và Trần Ái Hoa hiểu sơ về hoàn cảnh của Lục Quang Sơn. Tuy nhà không giàu có gì, nhưng anh ta chính trực, hiểu chuyện và thông minh, chắc chắn là người chồng tốt. Trần Ái Hoa cũng nhận ra sự im lặng bất thường của con gái và đôi tay hơi đỏ của cô. Ba cầm lấy một cái bát, bát này là của bác gái con mang dưa muối đến mấy hôm trước, còn mang trả lại đi. Dư Ly ở một tiếng, cô ngoan ngoãn cầm bát ra khỏi nhà. Vừa đi được vài bước, rẽ vào lối đi giữa các ngôi nhà, bỗng nhiên bị ép vào tường. Vừa rồi sao em không dám nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh? Chúng ta chưa đủ quen sao? Tim Dư Ly đập thình thịch, mà cô nhanh chóng đỏ như cánh hoa đào. Không, tôi chỉ là, cô vừa mở miệng đã bị chặn lại rồi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.